Chúa Nhật thứ năm thường niên ngày mùng 4 tháng 2, giáo sư Thái Hà hân hạnh cho toàn thể giáo phận Hà Nội chầu thánh thể. Sau giờ chầu buổi sáng là thánh lễ lúc 10 giờ do cha Giuse Đỗ Đình Tư chủ tế và cha Giuse Nguyễn Thể Hiện dòng chúa cứu thế giảng lễ cùng các cha trong nhà dòng đồng tế. Sau thánh lễ, mỗi hội đoàn sẽ thay nhau chầu 1 giờ để tôn kính mình máu thánh chúa. Trước đó, vào ngày mùng 3 tháng 2, giáo sư đã khai mạc chầu thánh thể và có thánh lễ vào lúc 18 giờ Do cha Du Xe Trần Văn Hưng chủ tế và cha Du Xe Đỗ Đình Tư giảng lễ Với muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa Thương Ban Ước nguyện và hy vọng những thời khắc quý báu trong tuần trầu lượt này Để kết hợp cách đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể Hầu có được thêm sức mạnh để luôn biết sống chứng tá cho tin mừng Bằng đời sống yêu thương và công bằng mọi nơi và mọi lúc Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2018, hơn 250 nam nữ tu sĩ thuộc các hội dòng tu hội thuộc Tổng giáo Phật Hà Nội đã có buổi gặp mặt tại giáo sứ Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Buổi gặp mặt của Liên tu sĩ Tổng giáo Phật Hà Nội có đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh là người chia sẻ về đời sống tu sĩ và cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh, chia sẻ về chủ đề này lúc 10 giờ 30 Đức cha phụ tá Ronso Chu Văn Minh đã cử hành thánh lễ cùng với 14 linh mục, quý nam nữ tu sĩ và các đoàn giáo dân trong giáo xứ Phương Trung. Sau thánh lễ, cha trưởng ban tu sĩ Du Xe Trịnh Ngọc Hiên đại diện cho liên tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội có lời cảm ơn tới đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh vì những lời chia sẻ của ngài đến anh chị em liên tu sĩ trong ngày gặp mặt cũng như sự quan tâm nâng đỡ của ngài đối với các dòng tu, tu hội trong Tổng giáo phận. Sau thanh lễ, mọi người có bữa cơm chung chia niềm vui sinh hoạt và chúc Tết nhau trong tinh thần huynh đệ và cũng là bữa cơm kết thúc buổi gặp mặt liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. Được biết, hiện có hơn 20 dòng tu tu hội đang hiện diện hoạt động trong Tổng giáo phận Hà Nội. Hàng năm, các tu sĩ có ít nhất hai buổi gặp mặt để chia sẻ với nhau về đời sống thanh hiến và công việc mục vụ. Vào sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018, trong tuần trầu lượt đền tại bí tích Chúa Giêsu Thánh Thể, giáo sứ Phú Yên hân hạnh được đón Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về tham dự và ban bí tích thêm sức cho các em trong giáo xứ. Được biết, trong lần này có 91 em trong độ tuổi được ban phép bí tích thêm sức. Thành lễ được diễn ra trong không khí rất trang nghiêm. Các em đã được Đức cha Phaolô ban phép thêm sức và dành cho những lời nguyện cầu đặc biệt. Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018, giới doanh nhân công giáo đã tổ chức chuyến đi thăm giáo điểm An Thới Đông, huyện Cần Giờ, hạt xóm Chiếu, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, nhằm góp phần cùng giáo hội trong hoạt động loan báo tin mừng. Được biết, có khoảng 40 doanh nhân công giáo và cha Linh Hướng là cha Du Xe Tạ Huy Hoàng tham gia chuyến này để trao quà cho bà con giáo dân nơi đây. Cha sứ Nguyễn Thanh Bích, và cha phó Du Xe Nguyễn Duy Hải thuộc dòng Chúa Cứu Thế đại diện đón tiếp đoàn trong không khí thân mật và vui vẻ. Lúc 10 giờ, thành lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ của giáo điểm. Cha Du Xe chia sẻ về lý do hôm nay doanh nhân công giáo có mặt tại đây vì công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội cần mỗi người góp sức chung tay. Tuy nhiên, ở những nơi xa xôi hẻo lánh như ở đây thì công cuộc loan báo tin mừng cần giúp đỡ một cách đặc biệt hơn. Được biết, trong buổi sáng cùng ngày, các doanh nhân công giáo đã trao 100 phần quà đến người nghèo, có tổng giá trị là 50 triệu đồng. Hoạt động này được diễn ra thường xuyên vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Một số doanh nhân âm thầm viếng thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại giáo điểm truyền giáo An Thới Đông, Cần Giờ.